Chào mừng các bạn trở lại với kênh Sang Ngọc TV nha. Hôm nay trời cũng chiều tối rồi các bạn. Bé Đức sau khi học xong thì em đem ra một con diều sáu nhỏ này các bạn. Em mới vừa làm con diều luôn. Em cũng vừa mới học về luôn các bạn. Vừa mới học về đem ra con diều ra đây để giải trí. Con viên diều sáu gian. Con diều này là lắp ghép luôn nha các bạn. Làm bằng cây carbon. Carbon ha. Carbon thủy tinh, cây phíp. Cái này là con mai luôn á hả? Thôi, thả cái lên dễ dữ hả? Ý. Rồi mình đâm rồi sao mình quay đây. Con diều này em có gắn sáu nữa nha các bạn, do chưa cột dây sáu xong nên em thả diều không thôi. Dạy dạy em ơi. Con này mình cũng không biết mấy mét nữa, hồi nó phải hỏi nghệ nhân thôi. Nó quay quá. À, lên ngon lắm các bạn. Cởi đầu thì hơi bị quay nhưng điều ý. Rồi. Cái đuôi nó bị cái gì rồi? Ý. Có sáu nên con diều nó hơi nhẹ cái đầu nên em cột luôn một cục đá. Bé này bé Hoàng đâu? Nhà xa. Con này mấy mét? Một mét rưỡi hả? Cứng lắm. Chơi dòng. Chơi dòng luôn. Đó, giờ có nghệ nhân đâm giùm rồi nên mình quay hình ảnh đẹp cho các bạn xem dòng đây. Người đang xem chương trình nha. Cho lên lại em, lại để Khánh nó bị gửi xuống. Đá còn hơi nhẹ. Cục đá xuống rồi kìa. Gớt đá rồi. Bay được, tại nó gớt cục đá xuống rồi. À, giờ anh xuống nữa nè. Rồi rồi. Nó mới do cánh carbon nó hơi cái đuôi nó sao á. Làm nhiều sao đẹp không? Đẹp. Giải này đẹp. Do gớt cục đá xuống nên nhiều nó cũng gớt theo luôn các bạn. Đứng đây ơi, đừng đi xa quá. Chuẩn bị lên con diều nha các bạn. Đó con diều sáu nhỏ của Đức lên ngon rồi đó các bạn. Hiện tại thì trời có trăng rồi nha các bạn. Bé Đức với bé Hoàng đang xuống con diều sáu nhỏ này đây. Con diều bay từ ngày sớm giờ. Từ sớm giờ rất là. Đây là hai nghệ nhân nhỏ đó. Sao dừa lượng sao? Con nhà con có áo dừa lượng. Đâu ra? Đó, bữa mua mà con
May là áo là được à. Tại thì trên đầu trời còn có hai con diều thôi các bạn, một con diều 6 nhỏ của bé Đức với một con diều gì mà nó kêu điếc lỗ tai luôn nè các bạn, xa quá không thấy, chỉ có thấy đèn thôi. Con này các anh cũng đang hạ xuống. Có mình ảnh kêu ghê hiểu chứ. Quay xong thôi rồi, nó thấy đường luôn này. Đâu thấy gì đâu. Do trời tối rồi nên bắt lét lên quay cận cảnh con diều nữa cho các bạn cùng xem. Đây, con diều bay từ sớm giờ rất là ngon luôn nha các bạn. Đây nghệ nhân đây. Đây nghệ nhân nữa nè.